227 bộ các bạn ơi. Trời đất ơi, coi nè, 227 bộ nha, mình đã sở hữu hết luôn các bạn. Okay, hello các bạn nha, lại là mình Toàn Yolo đây các bạn. Ok các bạn, thì hôm nay là mình ạ cày chai 007 tiếp các bạn. Thì mình ngày hôm kia là mình đã thực hiện sách các bạn là mua tất cả cái xe trong cửa hàng các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó, thì mình đã mua tất cả xe trong cửa hàng xe bằng tiền sao nha mọi người nhé. Không những vậy mà mình cùng mua hai chiếc này luôn nè, mua hai chiếc này, một chiếc 54k tiền sao các bạn. Trời ơi, nó hốn. Nhưng mà mình muốn thử thách các bạn xem thì mình phải mua hết thôi chứ biết sao giờ các bạn ơi. Rồi, ngày hôm nay thì các bạn thấy không, hiện tại là mình đang ở khu nhà các bạn, hiện tại mình đang ở khu nhà ha. Thì đương nhiên là thử thách hôm nay không phải là mua nhà rồi. Rồi, thì mục đích của mình đứng đây các bạn thấy không, hiện tại là cái nhà của mình là cái nhà hộp giấy thôi các bạn. Thì chắc chắn là mình phải sẽ có thử thách gọi là mua nhà rồi. Nhưng mà hôm nay không phải là thử thách mua nhà các bạn. Thì hôm nay sẽ là thử thách gì đây? Mua tất cả mũ, áo, tóc, văn văn, đồ trong cửa hàng bằng tiền sao đi anh. À, tức là mua đồ trong cửa hàng đúng không? Rồi, để coi. Cái gì nữa đây? Anh mua tất cả quần áo trong cửa hàng đi anh. Trời ơi, là mua hết tất cả quần áo trong cửa hàng luôn hả? Rồi, ok luôn em ơi. À, thách anh mua 50 bộ đồ. Ồ, ghê nha. Anh mua hết đồ trong shop đi anh. Anh mua sập cửa hàng trang phục đi anh. Cái gì ghê vậy? Cái gì ghê vậy? Bữa nay thì mấy bạn thử thách của mình là mấy bạn phải mua hết tất cả đồ trong cửa hàng trong đây các bạn ơi. Ây da, tất cả trang phục hôm nay bằng tiền sao thì mình mua có hết trong ta, mình mua có nổi không các bạn ơi. Cái gì mà đồ 1.800 nè, hình như là mình thấy đồ là có 10,000+ nữa hay sao á. Để mình coi thử nha. Đâu rồi, đây nè, đó, mấy bộ đồ này tới 10,000+, 18,000 luôn các bạn. Trời ơi, bộ đồ gì mắc chứ ạ. Rồi, nhưng mà hôm nay mấy bạn thấy không, hiện tại là tiền sao mình còn 672,000 các bạn, cũng còn khá là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách của bạn coi hôm nay mình có mua được hết không nha bạn ơi. Rồi các bạn ơi, trước khi bắt đầu thử thách thì bạn nào xem clip của mình mà chưa like nè, chưa đăng ký kênh thì hãy để cho mình một lượt like, lượt đăng ký kênh để mình có động lực làm video khác cho bạn xem cho vui vui nha các bạn nha. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử thách thôi. Bây giờ các bạn nhớ xem hết video coi mình dùng hết số tiền này mình mua được đồ, những bộ đồ gì nha các bạn ơi. Rồi mua được cái có hết hay không, hay là mua được những gì nha các bạn nha. Rồi bây giờ let's go bắt đầu thử thách thôi. Rồi ok, trước khi bắt đầu thử thách bây giờ mình sẽ tặng cho các bạn mà xem video của mình mà đã đăng ký kênh nè, đã bấm nút like nè, mình sẽ tặng cho bạn 16 thỏi vàng nha. Rồi trả kèo thôi các bạn ơi. Rồi bạn may mắn nhận 16 thỏi vàng chúng ta sẽ là ai đây, là bạn Hân à. Ok, tên trong game là An Hân đúng không? Chúc mừng bạn nha, mình sẽ tặng cho bạn 16 thỏi vàng luôn nè. Ok mọi người, mình đã tặng cho bạn này 16 thỏi vàng thành công nha các bạn nhé. Rồi thì ở video này mình cũng sẽ tặng cho các bạn nào xem video của mình nè, đã like nè, đăng ký kênh thì mình sẽ cho tặng các bạn 16 thỏi vàng tiếp tục nha các bạn. Bây giờ mấy bạn đã tham gia cái mini game tặng 16 thỏi vàng bên mình thì các bạn phải làm theo những bước sau nha, rất là dễ luôn nè. Rồi cái bước 1 thì các bạn vô trong cái kênh của mình mọi người là Toàn Yolo ha, các bạn kéo xuống như này là các bạn thấy không, là kênh của Toàn Yolo nào đấy các bạn không, thì mấy bạn thấy cái kênh này không, Toàn Yolo Gaming nè. Hey, ok các bạn, thì hiện tại là cái kênh này là cái kênh mới của mình các bạn, thì mấy bạn vô đây các bạn đăng ký kênh thì nhấn cái chuông ở cái kênh này giùm mình nha các bạn nhé. Thì cái đó là cái bước 1 nha. Thì các bạn có thể tìm kiếm bằng cách là bấm chữ Toàn Yolo nha mọi người, Toàn Yolo Gaming, không có chữ A ở giữa nha các bạn, nó thì nó cũng ra được cái kênh của mình nha các bạn nha. Ok chưa? Đó thì các bạn bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông kênh này giùm mình nha. Đó là bước 1 các bạn. Thì cho mình nói sơ về kênh này trước bạn. Thì kênh này là mình làm về những game khác các bạn, chẳng hạn như Roblox nè, hay là bất kỳ game gì đó nào mà các bạn thích, mình thấy cảm thấy vui thì mình sẽ chơi cho bạn xem ha. Thì mình chơi game này cùng với bao team ha, cùng với tất cả mọi người trong bao team các bạn đó. Thật ra là các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nghe không các bạn ơi. Rồi cái đó là bước thứ nhất nha. Rồi cái bước thứ hai là các bạn để ra tên trong game của các bạn nè, cộng với ID giùm mình, tên trong game với cái ID nha, cộng với ID nha, phải có ID mà tặng quà cho các bạn được nha các bạn nhé. Rồi cái bước thứ ba là các bạn comment nhận 16 thỏi vàng nha. Rồi thì cái đó là cái mini game cho các bạn xem video của mình, cho bạn nào like, bạn nào đăng ký kênh nha. Rồi bây giờ là bắt đầu thử thách thôi, bắt đầu đi mua đồ đó các bạn ơi. Đấy để nhận kim cương cái đã. Rồi trả kèo mini game xong rồi, bây giờ bắt đầu thử thách thôi. À quên đó, cái mini game kết bạn mình để cuối video mình sẽ trả cho các bạn ha. Rồi mà đầu tiên mình sẽ mua những cái áo nha mọi người, mình mua từ thấp đến cao mấy bạn. À tức là cái áo mà nếu mà mình sở hữu rồi á là nó đã sở hữu đúng không. Rồi vậy mình thoải mái mua nha. Một cái áo sát nách, nhưng mà một chiếc áo sát nách 600 mọi người, mua luôn. À tôi giàu mà mua luôn. Áo màu xanh luôn hả, màu trắng, màu đen, màu vàng gì mua sạch. Giàu mình có tiền mà mọi người. Chiến này nè, chuẩn bị là ạc cây cha lên, chuẩn bị là thạch đạt ạc lại giàu các bạn ơi, quá đỉnh. Hay bị giàu nha, hơi bị giàu nha. Rồi bắt đầu tới mấy áo này 1,200 các bạn. Những cái áo này nhìn như cái áo bóng đá các bạn, áo bóng đá CR7 nè, ghê vậy sao, 1,200 luôn hả, nhiều dưới ta. CR7 áo trắng này mọi người, ok lậm làng. Áo này áo gì, thủy thủ. Thủy thủ mặt trăng, thủy thủ mặt đường nữa hả, cái gì ghê vậy,
1.200 luôn. Ok, cái này là gì? Nobita. Áo tay dài trẻ em hả? Cái này là Nobita hả mọi người? Cái này là của ai ta? Áo này của ai? Nhìn quen ta, giống nhân vật nào á các bạn. Áo tay dài trẻ em màu vàng. Oh, áo màu xanh nè. Còn cái này là gì? Áo sơ mi Hawaii màu cam. Hawaii à? Đi du lịch Hawaii à? Wow. Ấy có cái áo phun polo sọc ấy. Ở trong game là bây giờ là có áo phun polo rồi đó hả? Chỉ là ở ngoài mình tôi thấy bán TikTok bán gì áo phun polo gì tùm lum tùm lưa các bạn. Bây giờ trong game mình có áo phun polo rồi sao? Tôi mới biết luôn á. Áo nhìn cũng đẹp mọi người nha. Cái này mà kết hợp với cái quần nào cũng khá là đẹp các bạn. Rồi, đây là áo đồng phục bán kem nha. Thì đồ này của anh bán kem với chị bán kem nè mọi người. Chỉ có 1.200 tiền sao thôi hả? Rẻ ra mua luôn nha. Mà mốt mình có đi bán kem thì bán nha. Cái này là gì? Đồng phục tập về quầy bán thịt đó hả? Vậy là quần áo của những người trong nhân NPC trong bà Lê tôi đều cũng nằm ở đây luôn các bạn ơi. Áo sọc tươi à, áo tay dài à. Cái này là gì? Áo thun tay ngắn logo đen. Áo trang phục mùa hè nè. Ê, tính ra là trong game có bán nhiều trang phục đẹp gì luôn mà tôi không biết các bạn. Mình đâu có nào giờ đâu có dùng trang phục để đâu biết. Mấy cái lời nào giờ cà cha làm có tiền mua trang phục mà có mà mặc. Bây giờ tôi đã thành đại gia, tôi đã thành đại gia rồi các bạn ơi. Ủa cái áo đã vậy? Áo gì? Corruptop Play hả? Gì ghê vậy? Giữ vậy sao? Áo khung lòi bụng lòi mỡ. Ê, còn cái áo này tôi có rồi nha. Cái này đồng phục cửa hàng thú cưng. Mang trang phục thì vô đi trong làm trong cửa hàng thú cưng được nha các bạn. Ok đấy. Cái này là gì? Áo cài nút cọc tay. Ê, cái này là hình như là khứa áo xanh đúng không? Mặc đồ lên là thành khứa áo xanh nè các bạn. Gai đỉnh nha các bạn. Còn này là pizza, cửa hàng pizza hả? Cửa hàng pizza gặp tôi mặc bộ rồi tôi rất là nhớ luôn các bạn. Hồi xưa lúc mà tôi mới chơi Play tôi đợi các bạn. Là mình thành lập team ra là mình lấy trang phục của đồng của đội mọi người của team á thì là mình chọn trang phục là pizza các bạn. Tại vì sao? Tại vì cái này nó rẻ mọi người. Cái này nó rẻ, lúc đầu nó chỉ có 1.800 thì sao thôi. Thành ra là mình muốn mọi người cùng có hết. Thành ra là mình chọn cái đó là trang phục chung. Nhưng mà cũng một thời gian các bạn thấy xấu quá thôi, không có mang các bạn. Cái này là cái gì trời? Áo đầm bạc hà hả? Là đầm dữ chưa? Đồng xe hoặc là trang phục đi học nè. Wow. Ấy, cái này là trang phục của body mấy ba. Trang phục của BD Together. Lại là mình sao quá đi kha, lại là mình BD đi. Trời ơi, là sao vậy? Là sao đó vậy? 1.800 ha. Rồi cái này là trang phục của cái áo của Cushin các bạn. Cushin. Wow, Cushin nha. Cushin cậu bé bút chì á, mấy bạn có coi đó không? Chắc có rồi đúng không? Còn đây là khứa áo vàng. Ôi, ủa có cái áo mầm cây luôn hả? Có cái áo mầm cây luôn, áo mầm cây cộng với cái mầm cây trên này. Vậy là một lát có cái quần mầm cây không ta? Để lát mình kiếm mặc cho thử các bạn. Trang phục áo siêu thị, nhân viên siêu thị à. Cái này là của con gì? Nhỏ gì trong kia mà con gì chạy? Khả Ái, nhỏ Khả Ái nè mọi người. Khả Ái là chị ngờ có một cái chuyện ma rùm rợn. Vậy đó mọi người, đây cái hồng tôi không biết sao mà game thiết kế được trang phục này cũng khá là hay các bạn, cũng khá là ấn tượng. Một cái gọi là một cái trang phục mình biến thành mặc cho là mình chu du hùng gỗ luôn. Trời ơi là sao vậy rồi không lú đầu ra sao thở được ta. Ôi là sao? Tại sao vậy rồi hùng rác cái nào là gì nữa? Là cái gì nữa vậy? Ai cái này mà tại mọi người cái này mình hóa trang được á, mình trúng tìm được các bạn, nhưng mà cái là mình nó không mắc tên. Phải mà được nó mắc tên được là mình trúng tìm là không ai tìm ra luôn các bạn. Ok chưa? Thôi. Thùng giấy, thùng rồi thùng rác, cục đá, thùng giấy nữa chịu rồi. Có bụi cỏ đó nè mấy ba. Bụi cỏ 2.000 mấy nha. Áo chí tim bằng kim cương đúng không? Mấy cái này kim cương mình sẽ bỏ qua các bạn, mình chỉ mua tiền sao thôi nha. Tiền sao ấy khứa áo đỏ là bằng kim cương à. Ok. Rồi. Ê cái áo cái áo 2 giây các bạn, cái áo 2 giây, cái áo này mà tại vì mình đang thử thách mua bằng tiền sao mình không mua nha, nhưng áo này mặc vô xịn nè. ok đấy rồi, cái em mua cái áo này luôn. Rồi cái áo cây dừa, cái áo cây dừa này là Sweet Game, Sweet Game nè, bộ đồ thể thao sinh tồn, trời ơi nhìn là biết Sweet Game rồi. Chùm cuối có số sau lưng nè các bạn, số mấy biết nó ở cái ba lô che mất tiêu rồi, không biết số mấy nữa. Đây rồi, mình không có áo 2 giây ở trên thì mình sẽ mua áo 2 giây ở dưới nha các bạn. 3.000 tiền sao? Ôi, cái gì vậy trời? Cái áo này, áo khoác của tôi nè các bạn. Ghê. Bắt đầu mình mua tới áo khoác. Ôi, trang phục này Sita nha, trang phục này ở ngoài tôi hồi lúc trước tôi cũng có thêm hay dùng nữa các bạn. Ở trong là mình sẽ mặc một chiếc áo thun, ở ngoài là mình sẽ mặc một chiếc áo sơ mi nha các bạn ơi. Wow, cái áo màu tím nè, cái này là của cái gì,
Ruby, ruby. Rồi rồi, cây A, áo cây A. Áo khoác hay nhiều nha, sao cho áo khoác nhiều người ta. Để áo khoác nữa nè. Rồi tới cái áo này là cái áo này mấy bạn hình như là tôi thấy mấy bạn nhiều bạn cũng thích đúng không? Áo B-boy, áo phong B-boy nha. Hồi xưa là lúc mà mới ra là bạn rất thích áo này luôn á. Đó, áo khoác đó nè, tới áo khoác. Rồi tới cái áo của đồng phục nhân viên môi trường. À, ok. Cái này là gì trời, áo phong cổ hoa hả? Ồ, trang phục gì nhìn tiểu dễ gì tiểu thư dữ người ta. Áo khoác bóng chày à, là áo khoác bóng chày là nó kiểu nó sẽ là như vậy hả? Mà tôi cũng biết luôn á mọi người. Đây 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 rồi, bộ vest đen lịch sự nha các bạn. Cái này mình mặc áo này mình đi đám cưới được nè. Wow, cái này gì ạ? Đồng phục quán cá ha, bán cá ha. Trời đất ơi, nhân viên bán cá mấy ông ơi. Bộ vest đỏ satin, satin là cái gì trời? Satin là cái gì ạ? Tôi không biết satin là cái gì mọi người. Ở cái này là cái gì? À, áo vest bartender à. À, giữ gì sao? Áo phun caro nè, đó. Còn này là cái gì? Cầm caro à. Ok. Rồi tới áo khoác nữa rồi. Rồi các bạn ơi, hồi nãy giờ mình đi cũng mua cũng khá nhiều, các bạn cũng khá nhiều đồ rồi. Hồi nãy là mình 670k đúng không? Bây giờ mình còn có 510k thôi các bạn. Nãy giờ hơi bị thốn rồi các bạn ơi. Coi gì chứ này hơi bị thốn tiền nha. Ôi ôi mắc tí ta, cái gì vậy? Múa diễu hành là sao hả? Là sao ta? Là mình mua 20 trang phục và mình nhận được cái đó hay sao mọi người? Hình như vậy á. À, hay là mình thử 20 trang phục khác nhau ta. Ok, tôi nhớ rồi. Để hôm nào mình làm cái series cho các bạn biết là nhận cái những hành động như thế nào, ok không? Nếu các bạn nào thích mà mình nhận cái làm cái series mà nhận tất cả hành động trong game Battle Royale thì các bạn comment bên dưới để mình biết để mình làm nha mọi người nhé. Các bạn comment càng nhiều thì mình càng thấy nhiều, mình sẽ làm cho các bạn luôn nha, ok không? Mình làm lại từ đầu cho các bạn xem luôn. Hồi xưa là mặc dù là mình có làm rồi, đây mình có làm ở clip này các bạn, đó các bạn có thể xem lại nha. Hoặc là nếu bạn muốn làm mình clip mới thì bạn comment bên dưới thì mình sẽ làm cho bạn luôn nha. Những chiếc áo này cũng đẹp nè các bạn, những chiếc áo này cũng đẹp nè, mình có thể mặc đi dự đám tiệc được cũng được các bạn. Ok đấy, áo khoác à. Còn cái áo, ôi một cái áo này khoác lên cái áo màu tím ở ngoài nhìn cũng cute nha. Trời ơi, là sao nữa vậy, là sao nữa, sao mà mặc áo mà cao với vậy, áo bị cắt hay sao á. Rồi cái áo này là sao? Ủa sao cái áo này tôi nhìn nó kỳ kỳ nha. Là sao nha? Trời ơi, mấy cái áo này nhìn có vẻ đẳng xì cấp dữ người ta. Nhìn có vẻ hơi bị whip rò nha. Kiểu cá tính nè các bạn. Ủa là cái áo này áo nam hay áo nữ ta? Sao mà ở trong có cái áo hai dây màu trắng mà cái áo phát ra ngoài vậy ta? Kỳ vậy ta? Là nam hay nữ vậy? À, áo hay sao? Ok. Phát nè. Một lát nữa mình mua xong rồi các bạn thử phối giùm mình 1-2 bộ đồ coi nhìn nó có đẹp không các bạn, nó có phù hợp với rồi dân cài trai không nha. Một lát phối giùm tôi nha các bạn ơi, để mình coi mình mua thêm cái quần với lại cái gì đó, cái dài coi có phù hợp không nha. Mấy bạn này coi mình có mua được những cái gì biết biết hơn rồi các bạn ơi. Nhiều khi mình gặp được cái trang phục nào nó ngon các mình mặc luôn sao các bạn. Trời ơi, trang phục có cái áo cá tính như vậy luôn hả? Wow. Còn cái này là da da hả? Da da là cái gì trời? Rồi ở này cái áo này hình như là mình thấy mấy bạn nữ mặc cũng hơi nhiều là cái áo này các bạn. Áo hụt này nè. Ấy áo đồ vest tiếp nè. À, cái đồ vest này cũng đi đám cưới được rồi các bạn. Rồi cái này là hoodie. Rồi các bạn ơi, chuẩn bị tới các bạn tới rồi. Rồi những món đồ này đang bắt đầu khá là mắc lên các bạn ơi, khá là mắc rồi. 4000 mấy tiền sao cho lên rồi. Trời ơi, toan rồi, bắt đầu cạn tiền các bạn, Để coi mình thử thách hôm nay mình có mua được hết tất cả cái đồ trong đây không nha các bạn nhé. Quần áo nè. Rồi, 4.200, hồi nãy nó hơi bèo nha, hồi nãy nó làm tút dưới bèo, bây giờ nó hơi cao rồi các bạn ơi. Cứu tôi với. À, chiếc áo này của nữ ha, nhìn cá tính, nhìn này tôi tưởng nam mọi người, nhưng mà nhìn cá tính nhưng mà của nữ ha. Ok, cũng được, tại vì nó ôm hơi sát mọi người, nhìn nó chuyên nhân phục cho nữ hơn là cho nam các bạn. Đó, còn cái này cho nam nữa ba, cái này mới cho nam nè. Cái này là cho nữ nè, đúng không? Cũng rồi, cái này nó màu mờ, cái này màu trắng thì nói chung là thấy cũng được, nam nữ thì mình nghĩ ngạch cũng được các bạn. Nhưng mà nó có những trang phục đẹp như này luôn hả? Có gì nào giờ ít có coi không biết luôn các bạn. 4.200 tiếp các bạn. Rồi ai cáo thun thì đơn giản nha, đơn giản mà 4.200 nha. Rồi vậy chất liệu giả tốt các bạn, giả tốt nha. Cái gì ghê vậy ta, mua nhiều dữ vậy ta. Ê rồi cái này là nguyên bộ luôn các bạn. Tới xuống đây là bắt đầu tới nguyên bộ nè. Nguyên bộ này, nguyên cái bộ vest như này mà 6.300 nha. Ê tính ra mình mua cái bộ này nó sẽ lời hả các bạn. Mấy bạn mua nguyên cái bộ vest như này luôn mà chỉ có 6.300 thôi các bạn ơi. Wow, trời ơi, cho tôi cái đầm đỏ sao nhìn thấy ghê chứ trời. Cái đầm tím nữa, trời ơi, ông nội ơi. Cái này là, cái này trang phục đi mùa đông, cái đi mùa đông.
Ê, cái áo vest này nhìn nó hơi xấu nha. Cái áo vest này cái nhìn nó sao sao nha. 6.300 đó, tôi mua bộ này trên này đẹp hơn nè các bạn. Ok không? Rồi rồi, cái này tới kim cương, tới kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm tới tiền sao thôi. Tiền sao tiếp theo sẽ đổi cái này là đồ của bang bang nè, bang GMT nè, chiếc bang GMT của phải bang bang đồ gấu nè. Ồ, mấy cái này bắt đầu nó lên giá các bạn ơi. Những cái áo phao này sao mà nó cao dữ ta, 9.000 nè, 10.000 nè. Ủa mấy cái bộ đồ này nó có gì đặc sắc mà sao nó mắc mắc dữ các bạn? Trời ơi, cái áo này 10.000 ông nội ơi. Bắt dữ cha, ai thiết kế những bộ đồ này mà 10.000 chứ hả? Toàn luôn rồi các bạn ơi, bắt đầu rút tiền rồi. Trời ơi, ấy cái áo này, cái đạo màu đỏ này đẹp nè, cái này nhìn ngầu nha. Ồ. Oh. Được đó, ok đó. Để bữa nào mình chơi thử cái bộ đồ này coi như thế nào nha. Ghê à, bộ đồ này nhìn có vẻ sang trọng với nhìn đại gia chứ hả? Ngơi à. Rồi cái này cái gì, bộ đồ bánh mì à. Bộ đồ bánh mì sandwich chi pate cặp thịt gì nè mọi người. Trời ơi. Mua nguyên cái bộ đập này 18.000 ông nội ơi, mắc chứ hả? Còn cái này là bộ đồ của Thành Long 18.000. Trời ơi. Rồi ok các bạn, thì mình mua tất cả các áo trong đây các bạn. Mình đã sở hữu tất cả các áo bằng tiền sao trong đây các bạn. Thì mình đã tốn hồi nãy là mình 670, bây giờ mình còn có 140, tức là mình tốn 530.000 để chia cho tất cả các áo trong đây các bạn. Rồi thành ra là mình nghĩ là mình sẽ để mình coi mua quần tới đâu các bạn. Mình nghĩ là mình mua chắc không hết quá. Rồi bây giờ mình chuyển sang mua quần nha. Cái quần thì cũng không có gì đặc sắc, lúc này mình sẽ tua ngang coi mình có mua hết được không các bạn nhé. A few moments later. Đấy rồi các bạn, thì đây là 4 cái quần còn lại mà mình sẽ sở hữu, để hết mà sở hữu hết những trang phục gọi là trong tiền sao trong cái cửa hàng trang phục cho các bạn nhé. Ấy hình như còn món hay sao á, không ta? Ấy còn 3 món luôn hả? Rồi vậy là mình không đủ rồi các bạn, để mình mua ba cái món này, ba món lớn dưới trước nha. Đây thì cái quần này cái gì mình cũng biết các bạn, nhưng mà cái quần này thì khá là đẹp nè. Cái quần Joker này kia mình khá là thích luôn các bạn, kiểu như nó mặc với áo nào nhìn nó cũng phù hợp các bạn đó. Mình có thể mặc đồ như thế này luôn cũng được các bạn ơi. Ok ha, nhìn nó khá là phù hợp luôn. Rồi mình còn có 4.000 mốt tiền sao các bạn, mình sẽ mua luôn cái chân váy này nha. Rồi mình còn thiếu nhiêu nha, mình còn thiếu cũng khoảng vài ca tiền sao thôi. Bây giờ mình sẽ đi bán số cá còn lại mình đang hiện tại mình đang có các bạn nha, để mình lên mình mua hết cái đó luôn các bạn ơi. Đi thôi. Rồi mình sẽ bán cá nha, mình sẽ bán cá các bạn. Đây thì các bạn, thì mình mới bán một đợt đầu được 10.000 các bạn ơi. Cái đợt thứ hai là mình được 33.000 nữa, là nhưng mà mình sẽ không bán nha, mình sẽ để dành ở clip sau, mình sẽ biết đâu mình sẽ làm gì đúng không mọi người nha. Rồi 10k là mình mua đủ ba cái quần còn lại các bạn. Bây giờ mình mua nha. Để coi đâu rồi ta, đây rồi ba cái quần còn lại nha. Đó mình coi mua luôn nè. Ok các bạn, vậy là mình đã mua tất cả các quần các bạn, tất cả các áo bên trong cái cửa hàng trong Play Together rồi các bạn ơi. Thì thử thách là coi như là mình đã hoàn thành thử thách nha các bạn ơi. Nè cho bây giờ cho các bạn xem lại nha. Wow, đây mình coi còn có sót không ta, còn có sót cái quần nào, có áo nào mà mình chưa mua không các bạn nha. Bằng tiền sao nha các bạn, chú ý giùm mình là bằng tiền sao nha, mình chỉ mua đồ bằng tiền sao. Các bạn kim cương thì mình không có làm thử thách bằng kim cương nha, thở vàng cũng vậy nha các bạn. Đó thì các bạn thấy chưa, mình đã gọi là mua hết tất cả trang phục về tiền sao trong Play Together nha các bạn ơi. Mình đã hoàn thành thử thách của các bạn đưa ra nha. Rồi là các bạn, thì bây giờ mình sẽ đếm sơ thử coi mình được bao nhiêu cái áo nè, bao nhiêu cái quần nha các bạn nha. Hai, cái này khỏi cần điểm luôn các bạn. Nó hận hiển thị là 227 bộ các bạn ơi. Trời đất ơi, coi nè, 227 bộ nha, mình đã sở hữu hết luôn các bạn ơi. Vai cái trưởng các bạn à. Trời đất ơi, là sao vậy? Oh my god, cứu tôi với. Rồi, bây giờ mình sẽ phối thử một vài bộ đồ coi mặc cái như thế nào các bạn. Thì nếu mà mặc cái áo này, mình nghĩ là với cái quần này nó sẽ hợp. Ai nhất cái nách nha mấy ông. Trời ơi, ở cái này không hợp lắm nha, cái này mặc dù nó trùng nhưng mà không hợp lại. Đây nè mấy ông thấy chưa, mới cái bộ đầu tiên thôi mình thói là nó nhất cái nách rồi. Đôi giày, đôi cái dép lào này hợp luôn mọi người, đôi dép lào này hợp luôn các bạn ơi. đỉnh như ta, bộ đồ đỉnh như ta. Thôi còn mình còn quá trời trang phục luôn các bạn. Thì các bạn nào rảnh thì phối giùm mình một bộ đồ coi như thế nào và có đẹp không các bạn, để cho clip sau mặc thử cho bạn xem nha. Ôi ghê chưa, ghê chưa, khá là đỉnh luôn, khá là ghê luôn nha mọi người. Đây ok các bạn, thì mình đã hoàn thành thử thách gọi là mua tất cả đồ trong Play Together của các bạn cho các bạn xem nha. Thì hiện tại là các bạn thấy không, hiện tại là còn cái ghê cái mảng mẹ đôi dài các bạn, đôi dài với lại cái mũ á. Thì cái mũ mình thấy cũng không cần thiết lắm các bạn, nếu mà các bạn thích thì ở video sau mình sẽ cày thêm tiền thì mình làm luôn nha. Dài cũng vậy các bạn đó, ok ha.
Rồi, thì để mình thấy có một số bạn đưa ra một cái số gọi là cái thử thách khá là thú vị. Nhưng mà hiện tại là cái hạt này của mình còn có 6.000 tiền sao các bạn. Mình sẽ cày thêm cá nha. Mình sẽ cày thêm cá xong mình sẽ bán để kiếm tiền sao để gọi là thực hiện thử thách tiếp cho các bạn xem ha. Ok không, mình còn cá này để mình coi bạn coi nên bán hết mới được 30.000 nữa rồi. Đó là mình cầu thêm vài con nữa là mình sẽ đâu đó khoảng 100.000 là mình thử thách mới còn lại là chắc là ok các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ trả kèo video game là kết bạn bên hạt chính cho các bạn xong rồi mình kết thúc clip nhé bạn ơi. Bạn nào xem ở đây, bạn nào chưa like chưa đăng ký kênh thì cho mình xin được like đăng ký kênh để mình có động lực ở clip sau mình ra cái thử thách khác tiếp cho các bạn xem nha. Thì đây là cái hành trình gọi là sử dụng 1.000 tiền sao ngày tập thứ 2 của mình. Bạn nào thích thì nhớ để lại cho mình một like đăng ký kênh nha. Ok các bạn nha. Rồi bây giờ trả kèo của video game kết bạn bên hạt chính nè các bạn ơi. Đi thôi. Rồi bạn bình luận sớm nhất ở video ngày hôm qua là bạn Minh Quang nha, mà bạn đã kết bạn rồi mình sẽ kết bạn với bạn ở trên ha. Mình tên Dịch Ly đúng không? Ok các bạn thì mình đã kết bạn với bạn nha, bạn này rồi mọi người nha. Thì ok các bạn thì ở video này mình cũng sẽ kết bạn với bạn bình luận sớm nhất nên các bạn hãy nhấn cái chuông đi khi nào mình ra video mới thì các bạn bình luận sớm để mình kết bạn với mình các bạn ha. Ok ha. Rồi thì các bạn hãy ra thử thách cho mình nha. Hãy comment thử thách bên dưới là anh ơi anh dùng tiền sao để mua cái gì tiếp thì bây giờ mình sẽ mua các bạn ơi. Mình đang cày thêm một mớ tiền để mình thực hiện thử thách thêm của các bạn tại vì 1 triệu tiền sao không có đủ rồi các bạn ơi. Rồi thì chưa lẽ là giờ hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye. Mấy yêu các bạn nha. Nhớ like nhớ đăng ký kênh nha. Cảm ơn.